Xoài không, xoài không. Và nếu như bạn đang tìm cho mình một mùi hương giống mùi xoài ở ngoài tự nhiên thì chắc chắn rằng đây là video dành cho các bạn. Và mình đã được ngửi em này trong thời gian gần đây và quá bất ngờ về mùi hương của nó, về độ chân thật của nó. Thế nên là đã phải mượn em nó về. Và chắc chắn một điều nữa đó là em nó cũng sẽ xuất hiện trong clip nước hoa mùa đông dành cho các chị em phụ nữ về một cái mùi xoài với một cái hiệu năng cực kỳ tốt. Đó chính là Cezop Cour de Chou 2 ở trên tay mình đây. Và ngày hôm nay thì cùng nhau tìm hiểu về em nó nhá. Đầu tiên thì chúng ta phải nói về xoài. Có lẽ người Việt chúng ta từ những bạn trẻ đôi mươi hay đến kể cả những cô chú hay là kể cả đang còn đi học lớp 1, lớp 2 thì chúng ta đã quá quen với một loại trái cây đó là xoài. Xoài thì cũng có xoài xanh, xoài chín. Xoài xanh thì hợp với các chị em đang nghén hoặc là thích ăn một cái món gì đó đổi gió, hay là kiểu mỗi khi nhìn ai đó ăn xoài xanh chua chua giòn giòn thì tự nhiên nước bọt của chúng ta lại chảy ra. Và nếu như bạn thích xoài ngọt, thơm lựng thì các bạn chúng ta có thể lựa chọn xoài cát với một cái màu vàng đậm kết hợp cùng với một cái mùi thơm rất nồng nàn khi chín. Và chỉ cần để một vài quả xoài ở trong nhà thôi thì nó cũng thơm lựng luôn. Và xoài thì cũng có một cái nguồn gốc rất là lâu đời rồi, 3-4.000 năm trước mà nó có xuất hiện ở Ấn Độ. Và dần dần thì nó được biết tới qua những cái thương gia, những cái cuộc chinh phạt khám phá những đất liền. Và đến nay thì xoài là một trong những trái cây cực kỳ nổi tiếng, đặc biệt là ở những cái nước nhiệt đới. Và ở đây thì mình có một sản phẩm của nhà Cezop, đó là Cour de Chou. Và Cour de Chou này thì nằm trong bộ sưu tập Shooting Star. Và nó có hai chai, đó là Cour de Chou 1 và Cour de Chou 2. Cour de Chou 1 thì hình như là, tôi chưa thử, nhưng mà Cour de Chou 2 thì là một mùi xoài. Và chai nước hoa này thì được lấy cảm hứng trong một cái khu rừng nhiệt đới ở Amazon. Và người ta đã mô tả lại một khu rừng nhiệt đới với rất nhiều loài trái cây chín. Và ở đây thì chúng ta có xoài, 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 xoài và xoài. Và các bạn cũng có thể nhìn thấy cái phần rui của nó thì rất là đậm đặc. Thậm chí rằng là nó còn đậm hơn kể cả những cái loại xoài chín của Trung Quốc. Và bên cạnh đó thì thiết kế thì cũng rất là đẹp, đặc trưng của Cezop luôn. Đấy, để cái này đằng sau cũng được, trông thế nào nó cũng rất rất đẹp và rất xinh, mỗi tội là giá hơi chát một tí thôi. Quay trở lại về phần mùi hương thì các bạn chỉ cần mở vòi, đặc biệt là với những chai mà đã xịt rồi, một mùi xoài sữa xuyên thẳng vào mũi bạn, rất dễ hình dung và khiến bạn có thể chảy nước miếng khi mà các bạn đang đói. Mùi của Cour de Chou 2 này thì khi mà các bạn vừa mới xịt ra, một cái mùi xoài đậm đặc cực kỳ rõ rệt. Và nó không chỉ là một quả xoài mà nó sẽ là cả một cái vườn xoài đang chín. Mùi thơm theo làn gió xộc đến mũi của bạn. Và cái mùi xoài chín này nó là mình nghĩ tới những cái loại xoài cát khi mà nó đã bắt đầu vàng kiểu óng như thế này, đậm như thế này, và nó có một cái sự mềm ngọt ngào cực kỳ rõ rệt. Đó là cái đầu tiên mà khi mà mình xịt cái mùi hương này ra. Nhưng nếu như các bạn ngửi kỹ thì nó có hai cái điều khá hay ở Cour de Chou 2 của Cezop, đó chính là cái nét sữa hơi ngọt ngọt béo béo ở phía sau. Nó chưa lên rõ rệt nhá, tí nữa dry down thì các bạn sẽ nhận thấy nó lên rõ rệt hơn. Và một cái mà ít bạn để ý nhưng mà mình thấy cũng có nhiều người nhận xét ở trên những cái nền tảng khác nhau, đặc biệt là trên Fragrantica, nó là một cái nét hơi chua chua xanh xanh một tí. Nó làm mình nghĩ tới những cái phần vỏ xoài xanh khi mà nó tiếp xúc với cái phần thịt xoài xong ấy. Nếu mà bạn nào mà hay có cái thói quen đó là kiểu cắn cả cái phần vỏ để ăn nốt những cái phần thịt xoài thì cái nét xanh xanh hơi chua chua này nó kết hợp ở đây và nó tạo nên một cái mùi xoài cực kỳ chân thật. Và mình đã phải wow khi mà mình ngửi thấy mùi xoài này, tại vì nó thật là tôi đã ngửi qua khá nhiều mùi xoài nhưng mà để mà có một cái mùi xoài kiểu ngọt, xoài cát ở giống kiểu ở Việt Nam như thế này thì có lẽ là rất rất ít. Và sau khoảng tầm đâu đó 15 cho đến 20 phút ở trên da thì cái nét xoài sáng ban đầu nó sẽ dần dần tối lại và các bạn nhận thấy cái nét sữa lên cực kỳ rõ rệt, ngọt ngọt, hơi béo béo.
và đậm, và cái nét xoài nó cũng sẽ mềm mại hơn nữa khi mà được mix cùng sữa và bắt đầu nhẹ dần, thì nó thành một cái tổ hợp, đó chính là sinh tố xoài. Nếu như bạn nào có một cái thói quen đó là thích uống sinh tố xoài ở những cái quán kiểu nước ép trái cây ấy, thì dry down của mùi hương này đúng như vậy. Tất nhiên là ở đằng sau thì các bạn nhìn thấy những cái nốt hương như kiểu gỗ đàn hương nhớ thứ, nhưng mà với cá nhân mình thì mình dễ hình dung nhất và để tả lại cho các bạn thì nó là mùi sinh tố xoài. Ngon, ngọt, cực kỳ thú vị và cực kỳ nổi bật. Và với một cái mùi xoài rất ấn tượng như vậy thì sẽ có những điểm mạnh và những điểm yếu gì? Thì đầu tiên đó là về hiệu năng. Hiệu năng của Cour de Soie 2 của nhà Cezo phải nói rằng là rất tốt ở trên da. Lưu đâu đó tầm 8 tiếng là điều hoàn toàn thừa sức. Nó sẽ là một cái mùi trái cây chín và hợp với mùa đông với một cái hiệu năng tốt. Chứ nó không phải là một cái mùi trái cây kiểu thuần trong mùa thu hoặc là những ngày hè mát mẻ, mà đây là trái cây dành cho mùa đông luôn. Và cái độ tỏa hương của em nó thì cũng tầm hơn nửa cánh tay, rất rất tốt. Và một cái mà các bạn có thể thấy đây là một cái điểm yếu, thực ra tôi cũng không biết là miêu tả đây là điểm yếu hay điểm mạnh, tại vì với những cái mùi hương thú vị, độc đáo và hút mũi như thế này thì nó sẽ phù hợp cho những cái buổi mà đi hẹn hò trong những lần đầu. Các bạn cần gây ấn tượng ngoài cái đường hình, đường mắt nhìn ra, tai nghe với một giọng nói ngọt ngào, thì chắc chắn rằng là một cái mùi hương như thế này nó sẽ làm cho người đối diện, đối phương của bạn, đặc biệt là các bạn nam, thấy wow, cô ấy thật là có gu, quá là cá tính mới dám mặc một cái mùi xoài này để đi hẹn hò trong buổi đầu. Và mình cũng tin rằng là nếu như mà mình gặp một bạn nữ nào đó, kể cả không cần là một bạn nữ về tìm hiểu quan hệ yêu đương hay là một bạn nữ làm đối tác làm việc, mà xịt mùi hương này vào mùa đông thì tôi nghĩ rằng là sẽ cực kỳ ấn tượng và gần như không bao giờ quên được. Đây là một trong những cái mùi mà tôi đảm bảo với các bạn rằng là nó sẽ là một cái lựa chọn vô cùng ấn tượng trong buổi đầu. Nhưng các bạn biết là gì không? Đó là những cái mùi như thế này nó rất khó ứng dụng mặc vào hàng ngày. Tại vì chúng ta cũng không thể nào ăn xoài thường xuyên, đấy là cái yếu tố đầu tiên. Và cái thứ hai thì mùi hương này nếu mà để có một cái việc là mặc hàng ngày đi làm thì một cái hiệu năng như này nó sẽ là gây khó chịu cho những người xung quanh, đặc biệt là với những gu mùi ngọt thì mình cũng đã bảo các bạn rất là nhiều rồi. Còn ok, nếu như các bạn thích, các bạn không quan tâm lắm thì các bạn hoàn toàn có thể mặc nó. Nhưng mà với mình thì con này nó cũng sẽ hơi kén dịp sử dụng. Và nếu với những bạn nữ thì tôi nghĩ là những bạn nữ nào mà mặc những cái váy màu đen, hoặc là các bạn nữ nào mà có khoác những cái áo lông mà các bạn xịt cái mùi xoài này, thì nó giống như kiểu là các bạn đang đứng trước một cái bàn tiệc mà nó được trang trí và món chủ đạo là xoài vậy. Rất là ngon miệng, rất là hấp dẫn. Nhưng mà không phải hấp dẫn theo cái kiểu ụ ịch đâu nhá, anh em đừng nhầm cái vấn đề đấy. Và chắc chắn rồi, đây là một trong những lựa chọn cực kỳ hay ho và thú vị cho mùa đông năm nay. Chỉ có điều rằng là nó khá là khó dùng thôi. Còn đi chơi hẹn hò buổi đầu, các bạn có thể mua những cái size nhỏ như thế này để tiết kiệm chi phí hơn. Và tôi đảm bảo rằng là em này thì có lẽ rằng là với cái size như thế này các bạn dùng đôi khi 2 đến 3 mùa đông còn chả hết đâu. Còn những ông nam nào nghe thấy xoài thì cũng khá là tò mò thì ông cũng hoàn toàn có thể thử qua. Nói thật là những cái tông mùi như này thì tôi đánh giá là nó nghiêng nữ tầm 60-70% thôi. Còn với những bạn nam vẫn đang tìm kiếm cho mình một cái mùi trái cây thú vị, đặc biệt thu hút, thì đây là một trong những cái mùi như vậy các bạn hoàn toàn có thể thử được. Và nên nhớ nhiệt độ đâu đó tầm dưới 25-23 độ đổ xuống thì các bạn có thể mặc. Còn với những ngày mà mùa nó vẫn đang hơi nóng nóng như này, tôi vừa phải che cái bảng vào ấy, thì các bạn xịt mùi này thì hơi mệt đấy. Cảm giác như kiểu bạn đang cho một cái xe tải toàn xoài chín vào một cái phòng 10m² vậy. Cảm giác ngột ngạt. Còn nếu như biết sử dụng đúng dịp thì chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều lời khen. Đó là Cezop Cour de Soie 2, một trong những chai nước hoa rất đáng tiền để mua thử trong mùa đông năm nay. Và nếu như bạn đã thử qua em nó thì đừng ngần ngại việc chia sẻ cảm nhận ở phía dưới như bao video khác. Và em này đối với các bạn như thế nào? Bình luận nha. Còn bây giờ thì xin phép xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.